shopinhao.vn, Acliquen giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopinhao.vn. shopinhao.vn. Ok, xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Alete đi support nha các bạn. Đây là một cái trang phục mà mở sổ sứ mệnh khi mà mới cấp 1 là đã nhận được cái trang phục này rồi. Trang phục bậc A các bạn ạ. Mình thì mình thấy lâu quá không làm clip về vị tướng Alete. Đặc biệt là cái trang phục này thì vừa ra mắt, không phải ra mắt nó cũng từ cái lúc lâu lắm rồi. Nhưng mà có trang phục này mà không làm clip thì mình cảm thấy nó hơi sai sai các bạn ạ. Thôi thì test cái trang phục này cho các bạn xem luôn. Wow, The Flash kìa. Đủ, mà quên nữa. Mình đã bảo với anh em là mình có thể sẽ làm clip về vị tướng The Flash đi rừng. Tại vì dạo này mình thấy The Flash đi rừng nó mạnh quá trời. Mà cứ quên hoài ta ơi. Quên hoài ta ơi. Mai nhá các bạn. Mai nhá. Mai mình làm The Flash đi rừng cho anh em xem nhá. Anh em nhớ đón xem ở trên kênh YouTube của mình nhá. Chắc có lẽ sáng mai đi ha. Đâu rồi, đây nào. Hello bạn. Ui, thoáng này, ui. Khiếp vậy. Ơ, năn con tàn hẳn ê. Bảy ơi. Anh ơi. Em làm gì có tội. Mà sao anh nỡ đánh em quá trời. Vô đây. Hello Bobby. Wow. Trời ơi, không đủ tầm. Đứng xa quá trời quá đất. Quên mất tiêu luôn á. Rồi xong bé rồi, bé A Thu kìa. Chạy ra nhanh, lấy điểm hỗ trợ. Lấy cái điểm hỗ trợ. Ôi trời ơi. Không được điểm hỗ trợ luôn các bạn. Thôi kệ không sao. Thật ra vì tướng AET nó là một con tướng khá là mạnh các bạn. Bây giờ chiêu cuối nó có thể sử dụng được tới 2 lần khi mà có đồng đội mình ở đồng đội mình nó ở kế bên đấy các bạn. Nhưng mà mình thì mình khá là ít chơi AET. Trợ thủ thì mình chỉ thích chơi mấy con tanh tanh ấy các bạn. Hoặc là mấy con kiểu giống như là Alice ấy. Con đó, mấy con đó nó chơi sướng lắm các bạn. Dễ lật kèo. Còn Alete thì mình thấy nó khả năng lật kèo không bằng Alice. Nhưng mà đây là một con tướng hồi máu rất là khó chịu. Này, các bạn biết sử dụng cái chiêu 2 cho nó chuẩn ấy. Là có thể lôi kéo tem bạn vào ôm nhau. Ui, nói chung là rất là thú vị các bạn ạ. Cái gì đây? Ui ôi. À, Undin một phát là đẩy về luôn đấy các bạn. Nhưng mà cũng phải mình phải me cái đã. Hơi khó cho mình tí. Hồi sáng à. Buồn cười đau bụng luôn. Trời ơi, đang nghe mình cứ Mày há bữa vô đây. Hồi sáng mình cứ tưởng là mình đặt clip mình 8 giờ mình úp rồi. Thế mà cuối cùng đến tầm gần 10 giờ mình vào mình thấy, ủa chưa công khai clip. Trời ơi, tá hỏa. Bật công khai liền luôn. Thế là sáng nay úp muộn. Chứ thật ra mình làm clip xong rồi. Mình làm clip từ lúc 5 giờ là mình dậy làm clip rồi các bạn. 6 giờ là mình xong xuôi mình làm clip là mình 8 giờ là mình đã ghép xôm lít các thứ kiểu con điểu đầy đủ rồi. Rồi xong bé rồi. Thôi đi bạn, bạn. Không ngược đâu. Mình tính trả thù cho đồng đội đúng không bạn? Violet tính trả thù cho đồng đội đúng không? Nhưng mà thôi được rồi. Bình tĩnh đi. Tại vì thứ nhất là mình gọi là giữ mạng trước cái đã. Quân tử báo thù mười mấy chục năm không có muộn đâu. Bởi vậy đâm ra đừng có nóng máy mà cháy cả buri nha. Cứ từ từ rồi khoan nó cũng nhừ. Núp lùm hà bưởi. Thế là sáng nay úp trễ hơn chút. Mong các bạn thông cảm hen. Mai mình sẽ úp đúng giờ đúng giấc. Không lệch đi đâu được đâu. Ok con dê. Này. Ulti cho một cái nè. Ulti rồi xong rồi. Ui giời sao bồ mình chết ngòm con cua vậy. Rồi xong luôn. Tôi còn cấp cứu tôi còn chưa kịp xài nữa mà na tạch sớm đi. Ôi, Triple kill. Ủa, support mà ăn hai mạng liền các bạn. Kỹ ta. Đầu săn không lẽ bây giờ mình để cho đâu. Mình để cho Violet ăn không được các bạn. Tại vì máu của nó nhiều quá để cho Violet mình nó ăn. Chẳng may nó lại đè mình ra nó bắn cho mấy cái. Mình lại chết ngòm của tỏi trước khi nó ăn nữa thì chết luôn đi. Bởi vậy đâm ra mình phải dồn hết sức mình đoánh nó. Ai ăn được thì ăn. Thật ra ấy thì các bạn DAD thì các bạn cũng không nên quá căng thẳng về khi mà đồng đội support mình nó KS nhé. Tại vì support thì mình nó đã nhường ấy rồi. Hỗ trợ này rồi. Nhường cho gọi là lính rồi. Uê liều ơi. Ôi. Rồi xong nó lại xoay tay nữa rồi.
dinh tường với nhau này. Ui dồi, hôn nhau đi, đừng có ngại ngùng làm gì. Đập vào lát kìa, đập vào lát cho mày này. Ê, tính làm cái gì vậy? Ôi 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 bum 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 vô này vô này vô này vô này vô này. Ui ôi 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 đi đâu con sâu. Ôi 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 chơi nè chơi nè chơi nè. Ủa bạn hết máu rồi hả bạn? Bạn có cần đứng lại mình xịt cho ít máu vào người không? Rồi 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 Crazy Na Cà Rốt đang ở đây. Vâng anh Na Na vào rồi. Thôi 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 này thời thế kỷ bao nhiêu lâu rồi mà anh bây giờ vẫn chơi cái trang phục mặc định thế anh. Trời ơi là trời. Tầm này mà còn chơi trang phục mặc định là hơi bị hiếm có mà khó tìm đấy. Ai bây giờ mà chơi Na Cà Rốt mà trang phục mặc định bây giờ là mình nghĩ rằng là thường thường người ta sẽ cố tình chơi trang phục mặc định thôi. Chứ bây giờ trang phục Na Cà Rốt nó cũng rất là rẻ luôn các bạn. Nó không có đắt đâu. Mình thấy đa số những bạn chơi Na Cà Rốt bây giờ toàn là AIC, B-Boy đủ không. Là nghèo lắm cũng phải xài những trang phục đấy. Còn trang phục mặc định thì ít khi xài lắm. Trừ khi người ta cố tình xài thôi. Này thì dính nhau này. Ôi dồi ôi. Úi rồi ôi. Úi rồi ôi. Ui đông thế. Chỗ nó đông quá trời đông luôn rồi. Chạy 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 chạy. Quốc luôn, quốc luôn, quốc luôn. Ê nhầm 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 hóng chúng rồi. Quốc sai lầm mà địa chỉ rồi, sai địa chỉ rồi. Hôn nhau luôn nè. Úi rồi hôn nhau chết luôn kìa. Ngon ngay. Thế là lại phê luôn. Úi rồi ôi thôi đi về. Ôi mình còn đầy cái máu đây luôn nữa. Dính nhau nè. Quăng cho mấy cái chương mục này. Sorry tôi lỡ lên trên cao. Lên cao quá hả? Biết luôn. Biết lên cao luôn. Biết lên cao quá là được rồi. Không sao hết bạn ơi. Cứ từ từ rồi khoai nó cũng nhừ thôi. Chạy đi nào. Nếu mà các bạn không có sở hữu được cái trang phục Na Cà Rốt, các bạn có thể vào shop nick của mình nhé. Vào mục VIP ấy. Chọn nick nó sẽ tầm từ 300-400k là có một cái mục là có một cái trang phục Na Cà Rốt rồi. Na Cà Rốt AIC rồi. Mình thấy trang phục Na Cà Rốt AC là trang phục rất đẹp các bạn. Gọi là đẹp nhất. Ui liều ơi. Là một Na Cà Rốt AC mình thấy nó múa đẹp. Mượt lắm các bạn. Mình thấy cái B-Boy công nghệ nó không mượt. Không mượt bằng AC. Về đã anh em ơi. Mình thấy AC là mình vượt mượt nhất đấy. Siêu Việt cũng không, mình thấy nó không đã bằng cái AIC ấy. Chỉ có trang phục Thứ Nguyên Vệ Thần thôi thì là mình thấy nó hơn AIC thôi. Còn những cái trang phục kia, kể cả Lôi Quang Sứ, mình thấy nó cũng bình thường, không đặc sắc bằng cái trang phục AIC. Không biết cảm nhận của các bạn thế nào. Còn mình thì theo mình thấy là như vậy. Khi mà vị tướng Teo Anat là Anate, chỗ Teo Anat đâu mà Anate, nó có cái vòng tròn đây á các bạn. Thì nó sẽ hồi máu cho đồng đội nhá. Úi ôi ôi, úi ôi úi ôi, nhưng mà đồng đội mình nó phải hết máu cơ mình mới hồi. Chứ nó đầy cái máu thì cái vòng tròn nó cứ ở đây mãi vậy á. Chơi không? Chơi không? Chơi không? Chơi không? Chơi không? Búa xanh, búa xanh, búa xanh, búa xanh. Búa xanh nè, Violet ơi, búa xanh nè. Bạn Violet bạn ấy quyết định ăn rồng à? Cứ ăn thoải mái đi, không sao đâu, không sao đâu. Nó mà đấm ra là mình đánh đầu nó chứ. Đồ Vlad nó ở đây đấy nha. Ui nè kìa bay vào kìa ghê vậy. Múa lửa ghê vậy. Rồi đập nó đập nó đập nó. Đừng có sợ đừng có sợ. Đừng có sợ mình có hồi máu ở đây. Ủa Violet đâu rồi. Trời ơi trời ơi chạy đi đâu vậy má. Trời ơi đằng sau đây thì không đánh. Rồi xong thấy mẹ chưa. Ôi ơi tôi xong rồi vỡ mồm em luôn. Bà Violet này kỳ vậy. A thu nó đứng trước mình không đánh đi đánh cái gì vậy. Chết tôi rồi. Xong rồi. Đợt này méo con cua mất tiêu rồi, còn đau. Choáng kìa, choáng kìa. Ui ôi. Ớn vậy. Càng quá nhờ. 14 mà chết 17, ý lộn 17 mà chết 14.
Chỗ này hấp dẫn đấy nha. Hơi bị căng thẳng một tí. Các bạn xem clip của mình nhớ cho mình xin một lượt like và đăng ký kênh mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bum 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 bum. Ui ôi đau. Đậu xanh nó đá phát đau phết. Hiện tại mình đang lên cho nó cái khiên nha các bạn. Khiên huyền thoại nha. Mình đang chờ lên xong cái khiên này thì mình sẽ lên cho nó cái giáp gây A. Chứ hiện tại thì mình thấy các bạn có đầu Vlad này. Này thì lão nháo này. Nhờn với ai hả bạn? Nhờn với ai? Cái chiêu mà cuối của vị tướng Alete nó không sử dụng được vào lính các bạn. Nó chỉ sử dụng được ấy thôi, múa thôi. Vô đây. Bây giờ mình sẽ cho nó giáp gai A này. Hiện tại thì mình thấy các bạn có rất là nhiều những vị tướng pháp sát thương phép. Ví dụ như là vị tướng, ui dồi ôi đồng thế. Đồng thế này A thu bay vào, A lai in bay vào. Thế thì AD chỉ có đường gọi là nhặt xác thôi. Nhặt xác thôi, di chuyển lao lên cao quá. Thấp thôi. Vừa phải thôi, mình còn đỡ cho chứ. Bạn làm thế thì chết rồi. Thế bên kia có ra này, pháp sư này. The Flash pháp sư này. Nói chung là pháp sư tem bạn khá là mạnh. Nên trang bị như này là hơi sớm các bạn. Quýnh nó, Amelie kìa. Mình làm cho bạn ăn rồi đó. Ôi ôi, may quá không chết. Không biết thằng nào AD, thằng nào support nữa. Ủa bạn nói gì kỳ vậy? Mình hỗ trợ 9 mạng, bạn hỗ trợ có 2 mạng ở mà. Mình vẫn hỗ trợ nhiều hơn bạn mà. Bạn bảo vậy là ai? Bạn bảo là ai support đây? Oh my god. Mình hỗ trợ nhiều mà. Vẫn hơn vì tướng Violet thì mình một mạng chứ có ít gì đâu. Trời ơi, làm như tôi cái hết của bà không bằng á. Bà nói vậy kỳ chết tôi à. Nghe nhà bà nha, bà Kiệt. Bà Kiệt cu te. Bà Kiệt nói vậy mang tính tôi chết à. Trời ơi, tôi gọi là hỗ trợ quá trời quá đất cái này. Này là dính nhau này, hôn nhau luôn. Này thì van heo này. Alain nó đi, nó mắc cái chiêu cuối của mình các bạn ạ. Bây giờ chiêu cuối có thể sử dụng được lần nữa này nhưng mà không xài nữa. Rồi, đừng sợ, mình có ấy đây. Sao bạn không gạ thêm nó tí nữa để cho nó hút vào luôn. Rồi hôn nhau rồi kìa. Amelie rất máu chiến, bạn ấy bay ra bạn đá púp hóng chúng ai. Chúng cái không khí không à. Ôi ôi. Yo nào. Đấm cho một phát này. Rồi. Cố lên bạn ơi. Piu. Trời nó dính nhau rồi đó. Cái gì đây anh? Ơ hai. Tôi có chiêu cuối đấy bạn, đừng có băng chủ nha. Băng chủ là chết chắc luôn rồi đó. Có chơi thiệt. Trận này nói chung là AD cho mình đánh ẩu. Không phải đánh ẩu nhưng mà chắc có lẽ kỹ năng của bạn ấy chưa tới. Thường thì mấy bạn rank tiếng Anh thì nó sẽ kỹ năng nó không bằng thể nào mà bằng cao thủ được. Trận này thì mình đang hiện tại mình đang làm trên đang tính cày cái nick này lên cao thủ với các bạn. Nó đang ở tiếng Anh 3. Sáng làm clip rồi giờ chơi nữa, tối chơi nữa. Chắc là tầm mấy ngày nữa thì sẽ lên cao thủ thôi, cũng nhanh thôi. Mình không đi rừng đấy, mình mà đi rừng thì mình ăn mạng cho nó. Ôi rồi ôi anh A Thu kìa. Mắc tường kìa các bạn. Chết chắc luôn, đến sống sao nổi. Sống làm sao được một sống. Bọn mày lên tinh anh kiểu gì vậy? Đúng là khó hiểu. Không hiểu kiểu gì. Mình còn cái còn trang bị support kia mà mình không tìm xài luôn. Ai ngờ đâu ra nó vẫn đủ đam. Rồi nó đá chúng chết ngắt luôn trời. Mày ha bưởi. Trận này căng thẳng nha. Hấp dẫn đấy. Thật ra thì trận này cũng không trách đồng đội mình được các bạn. Tại vì đồng đội mình nó phải đánh dở như vậy á thì trận đấu nó mới hấp dẫn.
mình mới có thể gọi là gánh tem đồ. Tem mà nó xanh quá thì sao mình gánh nổi. Chưa kịp gánh thì đồng đội mình nó đã sơi hết mất tiêu rồi. Trận này hay á. Tao đánh lên đánh vợ tao. Gì vậy? Gì má? Chơi mà đánh vợ luôn đây hả? Nói cái gì không hiểu gì hết trơn. Cái gì đánh vợ đánh cha thì hồi máu cho nè. Mày làm gì ở lại quay chơi luôn? Ơ? Mày làm gì? Trời ơi, mình quay tí mình hồi máu có giờ mà nè. Ăn rồng luôn, ăn tà thần luôn, ăn tà thần luôn, lấm luôn tà thần luôn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Không có ai ở đây hết trơn. Để tại các bạn đã ăn rồng nha. Đi qua rồng luôn này, nhanh 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 nhanh. Qua rồng, qua rồng, qua rồng, qua rồng, qua rồng, qua rồng, qua rồng. Ê! Bảy ơi, anh ra ơi. Hùng hồn chưa? Đây này, đập luôn anh em. Xúc luôn. Tem mình hơn người. Chơi, 5 đánh 14. Đúng rồi, 2 tem 5 vào hỗn chiến đi. Hỗn chiến đi. Ủa? Rồi Violet đâu mất tiêu rồi. Ơ thôi sao? Oh my god. Trời ơi là trời, tem mình 5 đánh 14 mà vào Violet bà đi đâu mất tiêu luôn rồi. Ây da, thiệt là kỳ quá đi à. Ôi ơi, chơi vậy chết tôi ơi. Ủa mình thấy bạn ấy leo ngoeo đằng sau mình mà ta, xong rồi quay đi quay lại cuối cùng bạn đi đâu mất tiêu ấy nhở. Oh my god. Bum bum. Không đánh được đâu, đi về đi. Không, nó lại lao vào nó quýnh cho chết nữa. Lao vào na làm gì ta? À nhìn ta mà chán sống rồi à. À có giáp hộ mệnh, lao chán. Lao nhau, chém nó. Chém nó, ừ, lao nhau. Quen thân quen thói. Hư quá trời. Giờ mình đang lên cho nó cái món trang bị đó chính là sách chi hồn các bạn. Để cho thanh niên kia nó bớt hồi máu coi. Nếu biết thì im đi. Ừ, thì im mồm. Ừ. Căng quá. Mấy bạn tem mình hấp dẫn đấy nhờ. Đã căng thẳng rồi lại còn chửi nhau. Quá ấy nha. Anh em xem mình cho mình xin like một đăng ký kênh với. Cũng như là một lượt bình luận với nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bùm. Choáng là choáng rồi, xong bé rồi. Xong bé ơi, trời ơi ulti đẹp quá tôi ơi. 1 2 xong bé ơi. Trời ơi ulti kìa. Xong thì xem bạn rồi. Quá đẹp đến từ thanh niên Alete luôn. Support cỡ đó đó các bạn. VIP luôn á. VIP slip luôn. Thôi đi về. Bạn ơi băng trụ làm cái gì không biết nữa. Không cần thiết cho lắm. Tại vì lính của mình sắp lên ở đợt 2 này. Này, lính này lên này ngon này. Bạn ấy băng trụ làm cái gì sao đập được trụ. Trụ không có lính không đánh được đâu. Tăng trụ bỏ ra hết hả? Vãi lờ. Băng trụ một cái bỏ ra hết hả? Ui, chém kìa. Ôi, chém kìa. Ôi, chém kìa. Wow, chém kìa, không có lính này. Các bạn chết rồi nhưng mà không có lính. Lính ở đứng dưới xa quá. Thôi trời, chúc đi, có một cái đàn lính sắp lên rồi này. Các bạn nó sẽ ra tới 3 người. Tem 3 người, bây giờ mình sẽ có ulti ở đây, mình không sợ đâu. Anh em đừng có sợ, cứ đánh nó thoải mái đi. Ui ôi, Vanilla tốc biến kìa. Tốc biến với chúng tôi này, dính trưởng nè. Rồi còn một mình The Flash, có lính ở đây. Tem mình đang bay vào. Đập cái chủ anh em ơi. Nó đầu nó xoay tay rồi. Nó, ôi dồi ôi, win luôn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nhá. Mình trận đấu về vị tướng Alistair khá là ok. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nhá. Nhớ cho mình một like. Bye bye. Anh em nào muốn mua nick thì vào số nick của mình dưới phần mô tả video hoặc cái bình luận mình đã ghi mình trên cùng ấy nhá. Giờ thì mình nghỉ đây. Bye bye mọi người.